Kính chào quý vị đến với bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 13 tháng 1. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hôm 12 tháng 1, cố vấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk khẳng định pháo binh Nga trấn áp Bakhmut, quân Ukraine không thể ra khỏi chiến hào. Nhật Bản khởi công xây dựng căn cứ quân sự mới cho các chiến cơ Mỹ. Quan chức Liên Hợp Quốc nói luật biên giới mới của Mỹ có thể vi phạm nhân quyền. Bắt giữ 3 đối tượng âm mưu đánh cắp tượng Pharaoh ở Ai Cập. Vệ tinh NASA phát hiện ra hành tinh thứ hai có kích cỡ bằng trái đất. Nhật Bản đâm xe liên hoàn khiến 15 người bị thương. Vĩnh biệt huyền thoại guitar người Anh Jeff Beck. Mới đây hôm 12 tháng 1, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Igor Kimakovsky, cho biết quân đội Nga đã và đang tiến công một cách vô cùng tập trung và nghiêm túc tại Bakhmut. Ông Kimakovsky nói, hiện nay pháo binh đã thực sự trấn áp được quân Ukraine ở một số khu vực. Lực lượng Ukraine thậm chí còn không thể ra khỏi chiến hào. Việc này cho thấy quân đội của Nga đang bắt đầu tiến công hiệu quả hơn. Do đó, hiện nay, lực lượng của ta đang có một bước tiến vô cùng quan trọng và đáng nói ở Bakhmut. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các đơn vị thuộc lực lượng đổ bộ đường không đã bao vây Soledar từ phía Bắc và phía Nam, và các đơn vị tấn công đang chiến đấu trong trung tâm thành phố. Cùng lúc đó, lãnh đạo tập đoàn Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Soledar, nhưng hôm 12 tháng 1, Ukraine đã lên tiếng bác bỏ. Theo RIA Novosti, Soledar là thành phố có tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev, bởi nơi này nằm ở trung tâm của tuyến phòng thủ Bakhmut Sever. Tại đây, quân đội Ukraine đã dựng lên các công sự phòng thủ vững chắc. Việc Nga kiểm soát Soledar sẽ cắt đứt con đường tiếp tế trực tiếp giữa Bakhmut và Sever, cũng như chính thức chiếm được Bakhmut từ phía Bắc. Hôm 12 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã bắt đầu công trình xây dựng căn cứ dành cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên một hòn đảo không người ở một quận phía tây nam đất nước. Việc xây dựng này nằm trong kế hoạch di rời điểm tập trận cho máy bay chiến đấu của Mỹ. Theo tờ Kyodo, công trình này dự kiến kéo dài 4 năm trên đảo Mate ở Kagoshima. Trước tiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ xây dựng đường băng và căn cứ lưu trữ đạn dược. Dự án sẽ mở đường cho việc di rời điểm tập trận dành cho các máy bay chiến đấu của Mỹ khỏi đảo Iuto ở Thái Bình Dương, cách Tokyo khoảng 1.250 km về phía nam. Bộ Quốc phòng cũng đã đề xuất trả 2,2 tỷ yên, tương đương 17 triệu đô la tiền bồi thường cho ngư dân địa phương chịu ảnh hưởng trong 4 năm công trình này được xây dựng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Masuno, cho biết hôm 12 tháng 1 rằng căn cứ mới sẽ là căn cứ vô cùng quan trọng đối với các hàng không mẫu hạm của Mỹ để có thể liên tục hoạt động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Masuno nói, giữa lúc môi trường an ninh đang vô cùng nghiêm trọng và phức tạp nhất thời hậu chiến, chính phủ sẽ xây dựng căn cứ này và bắt đầu cho hoạt động trong thời gian sớm nhất. Kế hoạch di dời này đã được nêu trong Hiệp định Tái tổ chức quân sự của Mỹ năm 2011 giữa Tokyo và Washington và đã được xúc tiến sau khi thống đốc của Kagoshima là ông Koichi Shiota đồng ý thông qua dự án vào tháng 11 năm ngoái với lý do môi trường an ninh quanh Nhật Bản đang ngày càng nghiêm trọng. Hôm 11 tháng 1, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ông Volker Turk cho biết các lệnh thực thi biên giới của Mỹ hiện nay có thể làm suy yếu nền tảng của luật tị nạn và nhân quyền quốc tế. Cụ thể, người đứng đầu Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết các biện pháp này dường như không phù hợp khi cấm trục xuất tập thể người tị nạn. Các lệnh biên giới bao gồm cả việc trục xuất nhanh những người di cư về Mexico đối với khoảng 30.000 người Venezuela, Haiti, Cuba và Nicaragua mỗi tháng. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, luật nhập cư của Mỹ hiện nay đã được các quan chức nhập cư Mỹ áp dụng khoảng 2,5 triệu lần tại biên giới phía Nam để trục xuất người di cư đến từ Mexico khi những người không đáp ứng được các thủ tục yêu cầu. Cao ủy Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng những người cần tị nạn nhất cũng như đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất, khó có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ để được viện trợ nhân đạo. Ông nhấn mạnh, chúng ta đã nghe rất nhiều cuộc nói chuyện về các cuộc khủng hoảng di cư, nhưng trên thực tế, chính những người di cư mới là những người thực sự gặp khủng hoảng. Thay vì tước bỏ các quyền được công nhận của họ, chúng ta nên tìm cách quản lý vấn đề di cư một cách nhân đạo và an toàn, với sự tôn trọng tuyệt đối nhân quyền của mỗi cá nhân.
Hôm 12 tháng 1, một số cư dân ở Bắc Kinh cho biết rằng việc kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin về dữ liệu COVID-19 hiện nay là không cần thiết. Một cư dân họ Lý, 32 tuổi, đã nói với Reuters rằng tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc đã minh bạch hơn trong việc chia sẻ thông tin của mình, đặc biệt là các phát ngôn viên cũng như các nhà lãnh đạo của chính phủ. Họ đã rất minh bạch trong việc chia sẻ thông tin đó với WHO và thế giới. Một cư dân khác khẳng định, tôi không nghĩ việc này cần thiết. Trung Quốc không cần phải chia sẻ dữ liệu của mình với các quốc gia khác. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết việc thiếu dữ liệu đang gây khó khăn trong việc hỗ trợ Trung Quốc quản lý các rủi ro khi COVID-19 gia tăng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giữa lúc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mở cửa trở lại sau 3 năm phong tỏa vì đại dịch. Trước đại dịch, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được biết đến là đợt di cư hàng năm lớn nhất thế giới. Hiện nay, tình hình này đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang liên quan đến lệnh phòng ngừa COVID khi Bắc Kinh đưa ra các biện pháp hạn chế quá cảnh đối với công dân Hàn Quốc và Nhật Bản vào thứ Tư ngày 11 tháng 1 vừa qua. Hôm 11 tháng 1, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc đang tạo ra một bẫy nợ ở châu Phi. Ông Tần đã lên tiếng về vấn đề này trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, ông Moussa Faki Mahamat. Ông Tần cho biết các nước châu Phi trong những năm gần đây đã tích cực làm việc để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, nhưng việc thiếu thốn đã trở thành một nút thắt lớn đối với sự thịnh vượng và hồi sinh của châu Phi. Đồng thời nhấn mạnh rằng, việc cân bằng tài chính cùng với nợ gia tăng là vấn đề mà tất cả các quốc gia phải đối mặt trong quá trình theo đuổi sự phát triển. Ông Tần nói thêm, với tư cách là những người quốc gia anh em cùng chia sẻ khó khăn, Trung Quốc và châu Phi đã cùng nhau tiến lên trên con đường phát triển chung. Ông Tần cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn cam kết giúp châu Phi giảm bớt gánh nặng nợ nần. Ông cũng cho biết Trung Quốc đã ký các thỏa thuận và đạt được sự đồng thuận với 19 quốc gia châu Phi về vấn đề xóa nợ. Africa News đưa tin, giới chức Ai Cập vừa ra lệnh bắt giữ 3 đối tượng âm mưu đánh cắp một bức tượng cổ của Pharaoh Ramses II tại một khu vực khảo cổ ở tỉnh Aswan, đông nam nước này. Văn phòng Công tố Ai Cập hôm 11 tháng 1 ra thông báo bắt tạm giam các nghi phạm trong 4 ngày để phục vụ công tác điều tra, với cáo buộc cố gắng đánh cắp một bức tượng Pharaoh làm bằng đá granite dài 3 mét, rộng 1 mét và nặng khoảng 10 tấn, có niên đại 3.000 năm. Cũng theo thông báo, những cá nhân này bị bắt trong lúc dùng công cụ đào thủ công cùng thiết bị hạng nặng và một cần cầu để đưa bức tượng ra khỏi khu vực khảo cổ. Sau khi kiểm tra điện thoại di động của nhóm nghi phạm, giới chức phát hiện nhiều video về hoạt động khai quật và những cổ vật khác. Qua đó, văn phòng công tố yêu cầu cảnh sát khẩn trương mở rộng điều tra, xác định những cá nhân khác có liên quan đến vụ án. Ramses II là một trong những vị vua Pharaoh nổi tiếng nhất vương triều thứ 19, được biết đến là một chiến binh vĩ đại, nhà lãnh đạo tài ba. Triều đại của ông kéo dài trong 67 năm. Trong một thập kỷ qua, Ai Cập đã thu hồi được khoảng 29.000 cổ vật bị buôn lậu trái phép. Mới đây, các nhà khoa học của NASA cho biết đã phát hiện ra một hành tinh thứ hai có kích thước bằng trái đất ở trong vùng có thể sinh sống được. Theo dữ liệu từ vệ tinh NASA, hành tinh này được gọi là TOI 700E, nằm trong hệ thống TOI 700 và có kích thước bằng 95% trái đất. Bà Emily Gimber, nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA tại Nam California cho biết, đây là một trong số ít các hệ thống có nhiều hành tinh nhỏ và đồng thời nằm trong vùng sống được mà chúng tôi được biết. NASA trước đây đã phát hiện ra 3 hành tinh trong cùng một hệ thống này. Các hành tinh này lần lượt được gọi là TOI 700B, C và D. NASA cho biết hành tinh D cũng nằm trong vùng có thể sống được. Ở Venezuela, các công nhân viên chức, nhân viên y tế, giáo viên và người về hưu đã xuống đường tham gia một cuộc biểu tình đòi tăng lương tại thủ đô. Vẫy cao quốc kỳ và biểu ngữ, hàng trăm người biểu tình diễu hành qua các con đường trung tâm thủ đô Caracas, hướng đến trụ sở của văn phòng thanh tra. Trong 2 năm qua, tôi đã không thể ăn thịt gà. Tôi cũng không thể mua một đôi giày mới hay một đôi vớ mới vì không có đủ tiền. Tôi còn đang điều trị bệnh viêm phế quản. Tiền thuốc một lần là 140 đô la Mỹ, nhưng tôi không thể chi trả. Chính phủ đã quá nhẫn tâm với chúng tôi. Lạm phát cao, cùng với đó là việc chuyển đổi sang sử dụng đồng đô la Mỹ đã làm gia tăng khoảng cách tiền lương giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Theo dữ liệu từ chính phủ, công chức ở Venezuela đang có mức lương từ 30 đến 100 đô la Mỹ mỗi tháng, trong khi lạm phát vào tháng 10 năm ngoái của Venezuela đạt 155%, cao nhất khu vực Nam Mỹ. Reuters cho biết hơn một nửa số dân nước này đang sống trong cảnh nghèo đói.
Reuters trích dẫn thông báo của thị trưởng thủ đô Mexico Claudia Sheinbaum cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành bắt giữ 11 đối tượng có liên quan đến vụ tấn công một nhà báo nổi tiếng vào giữa tháng trước. Hôm 15 tháng 12, một nhóm người đã phục kích người dẫn chương trình truyền hình, phát thanh viên Kirogom Leva. Khi người này đang lái xe chỉ còn cách nhà khoảng cách ngắn, các phần tử cực đoan đi mô tô đã nổ súng vào ô tô của ông. Theo thị trưởng Mexico City, những nghi phạm bị bắt vào rạng sáng ngày 11 tháng 1 theo giờ địa phương với cáo buộc âm mưu giết người. Trong khi đó, Tổng trưởng lý thủ đô Ernestina Godoy cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để xác định nhóm người này có thuộc một tổ chức tội phạm nào không và còn đối tượng nào khác liên quan hay không. Mexico hiện là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với nhà báo. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 11 nhân viên truyền thông ở Mexico vào năm ngoái. Ít nhất 15 người đã bị thương trong vụ đâm xe liên hoàn gần lối ra của một đường cao tốc ở phía Tây Nhật Bản, thông tin được Kyodo News đăng tải. Theo Kyodo News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 10 giờ ngày 11 tháng 1 theo giờ địa phương tại thành phố Kashihara, tỉnh Nara, gần lối ra của đường cao tốc Kanagawa, nối tỉnh Kyoto với Wakayama. Vào thời điểm đó, một chiếc xe tải đã đâm vào một ô tô chở khách, dẫn đến va chạm liên hoàn giữa các phương tiện đang đợi đèn giao thông. Có khoảng 20 xe bị hư hại trong vụ tai nạn. Theo các nhân viên cứu hộ, các nạn nhân bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Một đám cháy đã bùng phát bao trùm một nhà máy hóa chất ở bang Illinois của Mỹ, gây thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất, trong khi may mắn không có thương vong. Vụ việc xảy ra tại nhà máy hóa chất Carcos ở La Salle, một thành phố nhỏ cách thành phố Chicago hơn 160 km về phía Tây Nam vào sáng ngày 11 tháng 1 theo giờ địa phương. Một cư dân sống gần nhà máy Ron Avich cho biết vào thời điểm đó, rất đông nhân viên cứu hỏa, lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường. Ngọn lửa bốc cháy cao tới 30 mét hoặc hơn. Tôi từng nghĩ rằng toàn bộ nơi này sẽ nổ tung. Trong khi đó, một cư dân khác tên Veronia Bosumato nói rằng tôi cảm thấy sốc. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tồi tệ như thế này. Hiện nguyên nhân đám cháy đang được điều tra làm rõ. Cảnh sát địa phương cảnh báo vụ việc đã khiến một lượng chất oxy hóa thải ra cộng đồng, nên người dân cần hết sức lưu ý. Theo trang web của công ty, Carcos là nhà máy sản xuất hóa chất xử lý nước sinh hoạt. Thưa quý vị, Jeff Beck, một trong những tay guitar nổi tiếng nhất lịch sử, đã qua đời ở tuổi 78. Thông tin được truyền thông trích dẫn thông báo trên trang web chính thức của nghệ sĩ người Anh. Theo thông báo, Jeff Beck chút hơi thở cuối cùng vào ngày 11 tháng 1 tại một bệnh viện gần nhà riêng ở Riverhead, miền Nam nước Anh, sau khi mắc bệnh viêm màng não vi khuẩn. Đồng nghiệp, các ngôi sao âm nhạc và cộng đồng hâm mộ trên thế giới đã bày tỏ lòng thương tiếc trên mạng xã hội, tưởng niệm tay guitar huyền thoại và gửi lời chia buồn đến gia đình ông. Sinh năm 1944, Jeff Beck nổi tiếng sau khi tham gia ban nhạc The Jeffers năm 1965, thay thế Eric Clapton. Ông đã thổi làn gió mới cho nhóm nhạc theo phong cách blues này. Năm 1967, tay guitar rời nhóm và lập ban nhạc riêng tên The Jeff Beck Group, quy tụ nhiều các tên tuổi lớn lúc bấy giờ là Alec Duba, Rob Stewart và Ronnie Wood. Năm 2015, tạp chí danh tiếng Rolling Stone đã vinh danh ông xếp thứ 5 trong danh sách 100 nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông cũng được mệnh danh là nghệ sĩ guitar của nghệ sĩ guitar. Trước khi qua đời, Jeff Beck vừa hoàn thành tour lưu diễn quảng bá album 18 cùng người bạn thân Johnny Depp. Trong hàng thập kỷ chơi nhạc, tay guitar người Anh giành được 8 giải Grammy và được trao giải thưởng Ivo Novello, danh giá của Học viện Hoàng gia Anh vì những cống hiến cho nền âm nhạc đại chúng. Ngoài ra, ông cũng có 2 lần được xướng danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll, trong đó lần đầu vào năm 1992 với tư cách là thành viên của nhóm The Jabbers, lần còn lại là với vai trò nghệ sĩ solo hồi năm 2009. Cùng ngày, làng mẫu thế giới thường tiếc tiễn đưa siêu mẫu người Đức Tatjana Patit, người vừa qua đời ở tuổi 56 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Tạp chí Vogue, nơi phát hiện tài năng của Tatjana Patit, đã công bố tin tức về cái chết của cô vào ngày 11 tháng 1. Sinh năm 1966, Tatjana Patit sinh ra ở Đức và lớn lên ở Thụy Điển. Năm 17 tuổi, cô tham gia một cuộc thi người mẫu ở Stockholm và giành vị trí thứ 3. Nhưng đến khi được nhiếp ảnh gia nổi tiếng Peter Lemberg chụp ảnh, cô mới bắt đầu nổi tiếng, trở thành một trong những người mẫu nổi bật nhất của thập niên 1980 và 1990. Cô được coi là một trong năm siêu mẫu hàng đầu, từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue cùng các người mẫu tên tuổi khác là Naomi Campbell, Christy Turlington,
Linda Evangelista và Cindy Crawford. Patit cùng 4 siêu mẫu trên sau đó được mời tham gia vào video ca nhạc Freedom 90 của danh ca George Michael, giúp củng cố thêm vị trí của cô trong làng thời trang và nghệ thuật. Lần gần nhất cô xuất hiện trên sàn catwalk là buổi trình diễn EXO vào tháng 2 năm 2019 trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Milan. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ ngày 13 tháng 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.